Minh Nguyễn miệt vườn xin kính chào bà con nông dân. Hôm nay Minh Nguyễn xin chia sẻ cho quý bà con nông dân một cái cách để giúp cho bà con nông dân khắc phục lại cái hiện tượng dừa rụng trái, khô bông, đen bông, rụng trái đồng loạt trên diện rộng. Thì bà con thường thường cái mùa mưa này là rất là bị hay đau đầu về cái vấn đề là dừa bị rụng trái non. Đó, sử dụng rất là nhiều loại thuốc nhưng mà không hiệu quả. Thì hôm nay thì Minh Nguyễn chia sẻ cho bà con những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm của Minh Nguyễn nha, đã áp dụng trên cái cây dừa của mình. Mình thấy cái tỷ lệ nó đạt rất là nhiều. Thì hôm nay mình chia sẻ lại cho quý bà con nông dân để cho bà con nông dân có cái cách để xử lý cái những cái cây dừa mình liền nha. Đó. Đây là mình sẽ quay cái toàn cảnh cái khu vườn mình để cho bà con tham quan trước nha, rồi mình chia sẻ luôn. Đây nè, đây là dừa mình trồng, đây là cái dừa này là dừa mình đang review. Dừa này là dừa sim lùng ha. Dừa Mã Lai, dừa Mã Lai là dừa sim Mã Lai, sim đít bầu á, cái đít bầu sim lùng á, trên mạng nói là dừa đít bầu nha quý bà con. Đó, đây. Thì thường thường nó có những cái yếu tố như sau để cái dừa mà nó hay bị rụng trái non, là bà con nhớ nè, ghi chú vô. Cái thứ nhất là cái dừa chúng ta có mới có trái đầu tiên, là những năm đầu như là chẳng hạn 2 năm, 3 năm. Đó là cái dừa nó mới có trái chiến đầu tiên thì cái tỷ lệ nó rụng trái rất là cao. Nó đậu trái đạt chỉ được là 50% thôi ha. Người trong khuyến nông nói là cái đó là cái hiện tượng là bị sinh lý, nó bị rụng trái non. Không, cái đó là thực tế luôn nha bà con. Thực tế luôn, đó là cái thực tế của Minh Nguyễn đã thấy rồi. Cái dừa mà tầm chừng 2 năm, 3 năm là cái tỷ lệ rụng trái rất là cao. Và một cái nữa, vấn đề nữa là nó bị nứt trái, nổ trái. Đó là cái do cái hiện tượng tự nhiên của cái dừa mà dừa tơ ha. Đó là cái thứ nhất nha bà con. Rồi một cái thứ hai nữa là cái lý do mà nó bị rụng trái mà cái trái nó không phát triển đồng đều. Thì cái vấn đề này nè, bà con lại coi lại cái cách đi phân của bà con có đúng mà theo cái quy định, quy trình của cái chăm sóc dừa hay không. Đó, bà con nhìn lại có đúng hay không. Bây giờ bà con đi loại phân nào. Đó, coi có đúng trong cái video clip mà mình chia sẻ hay không nha. Rồi bà con tự suy nghĩ lại áp dụng cho cái chân dừa mình là sau này sẽ khắc phục lại từ từ. Thì cái dừa bà con nó sẽ đậu trái rất là cao. Đây mình quay nó, mình có trồng... đây là mình trồng dừa Mã Lai bầu nha bà con, dừa sim nè, nó đậu, tỷ lệ đậu rất là cao, bà con thấy không? Đó nè, cái buồng nè, buồng chị, buồng em, buồng cháu, buồng chắc luôn đây nè, đó thấy chưa, tỷ lệ đậu rất là cao, đùm đùm luôn. Thì bây giờ cái phân này, cái phân á, thì Minh Nguyễn chia sẻ cho chi tiết bà con nha. Nếu bà con có ghi chú lại nè, bà con trồng cái dừa sim sim xanh nè, dừa ta nè, hen, dừa Mã Lai bầu nè, thì bà con đi phân 20-20-15 cho mình, kể cả dừa dứa luôn nha bà con, đi phân 20-15 là trái nó rất đẹp nha. Đó, thì bà con cứ đi định kỳ cho Minh Nguyễn là cứ 3 tuần bà con đi một lần. Anh em mình ruồn ruồn vô clip trong cho bà con thấy nha, không đợi nó Minh Nguyễn nói ông đi clip ngoài không. Cứ 3 tuần bà con đi một lần, một lần một chén BK dung, tương đương 300-350 gram cho một gốc dừa. Đó, bà con nắm cái ghi chú mình nói chưa? 300 350 gram, 350 gram là mình nói đây là nó ở miền Tây, chứ còn bà con ở miền Bắc, miền ngoài thì nó lạng nha. 3 lạng 3 lạng rưỡi nha bà con ha. Cho một gốc dừa 20-20-15. Nếu chỗ bà con có phân 20-20-15 TE thì càng tốt nha. Đó. Còn thì theo một cái chia sẻ của nhà nông khác là chị này cũng trồng rất là nhiều dừa. Hàng mấy hecta dừa nha. Là nói là nếu mà bà con có trồng dừa đất chu á thì nên xài 30-10-10. Đó thì trong cái tỷ lệ 30-10-10 nó cái hàm đạm rất là cao. Thì bà con nghĩ cái đất chu á là nó dừa nó là bà con biết không, là nó cái gáo nó nhỏ, cái vỏ nó rất là dày. Cho nên mình đi thiếu yếu đạm á thì cái gáo trong nó không có nở ra thì cái trái nó không có đạt nha. Đó là một cái chia sẻ kỹ của nhà nông. Mình kênh mình là kênh chứ nghĩa là kênh để cùng nhau phát triển nhà nông à. Bà con nào có ý kiến nào hay cứ comment về cho mình. Đó để mình trích lọc ra những cái ý kiến nào hay phù hợp
thì mình chia sẻ lại cho bà con khác cùng nhau mình tương tác với nhau, mình học hỏi cái kinh nghiệm nha bà con. Đó. Mình để mình học hỏi mà, mình không phải là kỹ sư gì hết, mình là nhà nông. Nhà nông mà cùng nhau phát triển thì không có cái gì mà qua được cái sự đoàn kết của mình nha. Cái đoàn kết mình là sức mạnh. Đó. Rồi bà con thấy không? Rồi nhớ chưa là đích chu thì bà con đi 30 10 10. Đó là một vị chia sẻ của một khách trồng lớn trồng dừa 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 rất là lớn, rất là hay, là đạt tỷ lệ thành công được 90% trái đạt dưỡng cho bà con. Đó. Còn nếu mà bà con cái dừa này nè, dừa đít bầu này nè, bà con đi 30 10 10 thì coi chừng không có ăn luôn nha. Lý do là tại cái bản thân dừa đít bầu. Đó, nó là cái dạng cái gáo nó rất là to, cái vỏ mỏng mà bà con đi 30 10 10. Cái thứ nhất là nó cái lượng đạm cao thì cái bẹ nè, cái bẹ lá nó sẽ phát triển rất là mạnh, nó dài lắm. Nó sẽ dễ bị sụ bẹ sạc bẹ. Cái thứ hai là nó sẽ dễ bị nứt trái nổ trái ngang. Bà con đi cứ đi nếu mà trồng đít chu thì bà có ít bầu, bà con cứ đi 20 20 15 cho Bình Nguyễn. Cứ một ba tuần bà con đi một chén VK, 3 lạng đến 3 lạng rưỡi thì dừa bà con sẽ ok nha. Ok năm bà quanh. Rồi, bà con nắm cái phần đi phân chưa? Thì mình phải chia sẻ từng công đoạn. Đây là hôm nay mình ruồng vô cái clip giữa nha. Ruồng vô cái clip giữa chứ để bà con rất là nhiều bà con nói ông kiếm những cái dừa nhiều trái ông quay không? Thực tế không phải đâu. Mình đi vô nè, mình ruồng vô giữa cho bà con thấy. Nó trái là nó xinh như mâm xôi luôn nha. Đây luôn. À, hôm nay mình đi ở ngoài, đi ở ngoài nó có ánh sáng nha. Trong đây nó hơi tối, bà con xem đừng thấy tối mãi nha. Nè, cái lệ trái này nó rất là đều nha. Rồi. Đây. Rồi bây giờ cái cách mà trị đen bông bằng cái phương pháp là phun thuốc hỗ trợ đây. Bây giờ cái tới phần thuốc nha, phân bà con đã nắm rồi đúng không? Bây giờ tới thuốc nè. Giờ là tới thuốc rồi nha bà con. Cái mình sẽ đưa cho bà con một cái loại thuốc để cho bà con xịt vô, nó vừa áp dụng phân ở dưới vừa phun thuốc thì cái dừa chúng ta sẽ rất là đạt trái, nó đẹp nha. Có nhiều mà bà con nói Minh Nguyễn tối ngày cứ chia sẻ, có nghĩa là đi bán thuốc không, nó là rao chủ quảng cáo thuốc, thì thực tế nếu mà không có những người như Minh Nguyễn như vậy là làm sao có cái thuốc để tới tay bà con, là những cái thuốc chuyên môn bên cây dừa đúng không? Ở đời mà ganh ăn ghét ở cũng có luôn, thì ở đời những con người thương cũng có luôn, nhưng mà mình đứng đặt trên dư luận mà mình sống, ai nói gì nói, thì mình làm đúng cái lương tâm của mình thôi. Mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, cái thực tế của mình, chứ mình không có giỏi hơn ai, nhưng mà mình góp ý một phần nào trong cuộc sống để giúp bà con có thêm một cái kinh nghiệm để chăm sóc cái cây trồng chúng ta, cây dừa ha. Đó thì cái chai thuốc rong biển hữu cơ là mình có chia sẻ rất là rộng rãi cho bà con rồi nha. Cái chai rong biển hữu cơ, cái chai đó là thể tích 1 lít, nó là trị sốc nhiệt rất là hay. Tại cái mùa mưa đến bà con, mùa mưa á, là mưa nó cái nước mưa nó có những cái độc tố chất axit trong cái mưa rất là cao, cho nên cái cây dừa mình á, cái trái dừa mình nó hay bị dị ứng với cái nước mưa lắm. Và bà con thử chặt ra một buồng dừa coi, bà con để trên khô ha, để trên khô là khoảng 10 bữa nó mới là sức cái màu. Còn nhưng mà bà con giục dưới nước một cái, dưới nước mương thôi chứ đừng nói bà con đem ra trụng nước mưa nha. Giục dưới nước mương thôi là bảo đảm bà con thì nó sẽ tích tắc trong vòng 3 ngày là nó sẽ bị rớt màu liền. Đó. Thấy ghê không bà con, thấy nó lợi hại cái nước mưa độc chưa? Cho nên bà con phải sử dụng cái chai rong biển hữu cơ cho mình. Nó là giải độc nước mưa, giải độc những độc tố trên cái dừa. Nó sẽ nó làm cho cây dừa chúng ta rất là đậu trái rất là cao ha. Đó bà con nắm chưa? Rồi ngoài ra bà con cứ lấy cái chai boron B cộng cho mình. Quánh vô. Boron B cộng nha. Đó, boron là cái thương hiệu rất là nổi tiếng của hãng ABO, là hãng Tiger đang hai cái hãng đó đang làm ra. Rất là tốt cho cái cây dừa chúng ta nha. Đó, nó sử dụng chuyên bên cây dừa đó. Bà con lấy chai boron B cộng bà con phun vô nha, phun đại vô cho mình nha. Phun vô thì cái tỷ lệ phun sao thì bà con có đặt hàng đặt thuốc thì Minh Nguyễn sẽ chia sẻ cho bà con cái kỹ thuật để phun thuốc và cái cách pha thuốc cho nó hợp lý đó.
chai rong biển và chai boron B cộng. Nếu cái dừa chúng ta, cái lưỡi mèo ha, cái lưỡi mèo mà nó không phát triển mạnh nha, lưỡi mèo ra ốm yếu á, thì bà con cứ xài chai lớn trái dừa chín chín. Đây nè, bà con thấy cái ra nó đậu chưa, cái tỷ lệ đậu nè, bà con thấy ham không? Đó là mình đưa quay cái vàng trái non nè, đó còn ở dưới nè, trái nè, đó nó đầy luôn, ở trên nó vẫn đậu, nó đã đậu chứ đâu phải là ở dưới có trái nhiều mà ở trên rớt đâu. Do mình biết cách chăm sóc vô phân thì nãy mình chia sẻ rất là kỹ cho bà con nha. Nắm chưa? Phân, thuốc, nhiều đó cứ làm tới cho Minh Nguyễn áp dụng. Thuốc thì 2 tuần phun một lần, phân thì 3 tuần rải một lần. Không nên rải nhiều, cứ rải lần 3 lạng, 3 lạng rưỡi thôi. Đó, Minh Nguyễn cứ nói bà con cứ là rải lần 3 lạng, 3 lạng rưỡi thôi. Thì cái quy trình cây dừa bà con nó sẽ đạt đẹp, xin lỗi, nó sẽ đẹp rất là tốt nha. Trái như vậy đây nè, thì mình áp dụng như vậy. Có kinh nghiệm sao mình chia sẻ vậy, bà con áp dụng phải trì trí chứ đừng có làm nó ha thuốc cũng vậy bà con. Xịt lâu ngày dài ba đợt nó mới hấp thụ được, chứ bà con xịt có đợt biểu nó dính trái, phân cũng vậy, vô mới có đợt mà biểu nó đậu không có đâu nha. Nè đây nè, nó đầy trái luôn chứ không phải là mình nói là mình quay về đến phe phan cái dừa cho mình, bà con thấy không? Đây nè, đó thấy chưa, bên kia bà con thấy không, nó đầy luôn, nó đặc luôn nè, buồn nè. Còn đây nè, thấy chưa nè, đây đó, đầy luôn nè, nó đậu luôn, trên nó vẫn đậu đó, thấy chưa. Mình chia sẻ là cái kinh nghiệm của mình thực tế, còn ai ganh ăn ghét ở thì kệ họ, bà con cứ tập trung vô chăm sóc vườn dừa mình. Bây giờ cái mùa này bà con không chăm sóc, không có xịt thuốc bón phân cho đúng quy trình kỹ thuật thì năm sau, ý là qua năm làm sao bà con có dừa để bán. Mà cái dừa thường thường là cái tháng nắng là cái tháng là lụm tiền, thấy không? Mà trong khi bà con lúc này bà con không có cho chăm cho nó đậu bông thì tháng nắng làm sao chúng ta có trái, thấy không? Đó. Thì hôm nay mình quay giấc này là cũng là 4:45 chiều nha bà con. Nó hơi tối ha. Thì bà con xem video thấy tối tối bà con cũng đừng có nặng nặng lướt qua nha. Thì thôi, Minh Nguyễn quay chia sẻ cho bà con tới đây thôi. Bà con thấy hay, hãy cho Minh Nguyễn một lượt subscribe đăng ký. Nếu bà con nào đã đăng ký rồi thì bấm like ha để tương tác. Và những cái kinh nghiệm đó bà con muốn có những loại thuốc đó thì Minh Nguyễn có giao hàng, Minh Nguyễn có chia sẻ lại cho bà con trên toàn quốc luôn nha. Đó, Minh Nguyễn có chia sẻ những loại thuốc đó cho bà con trên toàn quốc. Những loại thuốc mình chia sẻ thì mình sẽ ghim lên trên màn hình cho bà con thấy, để bà con muốn tìm mua chăm sóc cái vườn dừa mình, ai đam mê trồng dừa đó thì hãy gọi Minh Nguyễn ha, hoặc Zalo Minh Nguyễn nha. Rồi thầy Minh Nguyễn xin chào bà con nha, hẹn gặp lại bà con trong video tiếp theo.